bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của Nắng Vàng và Nắng Ấm hôm nay. Hôm nay cái topic mà Nắng Vàng và Nắng Ấm muốn chia sẻ với các bạn đó là bí quyết học tiếng Anh. Chính xác. Đây không có nghĩa là video về khoe là Nắng Vàng với Nắng Ấm biết tiếng Anh giỏi, bởi vì chuyện đó không phải là sự thật. Muốn học thêm và muốn biết nhiều thêm và muốn giỏi hơn nữa, cho nên không phải là sư phụ, chính là lên núi tu rồi giờ cũng ok rồi. Nhưng mà muốn học nữa, cho nên các bạn nào có những bí quyết mà Nắng Vàng Nắng Ấm mà không có nói, nếu mà có bí quyết chỉ lại dưới comment. Đúng rồi. Đây chỉ là những cái kinh nghiệm riêng của Nắng Vàng và Nắng Ấm, và tất nhiên là không kinh nghiệm mỗi người mỗi khác, cho nên và chắc chắn là có những cái kinh nghiệm mà tuyệt chiêu hơn, có nhiều chiêu, cho nên mong là các bạn sẽ chia sẻ với Nắng Vàng và Nắng Ấm. Rồi bây giờ vô chủ đề đi ha. Ok. Nó, tại nhiều chuyện quen rồi. Đôi khi mà mình học tiếng Anh á thì nó thường nó có ba cái mặt chính. Cái mặt thứ nhất là đó là học ngữ pháp, học grammar. Cái thứ hai nữa là học từ vựng, là vocabulary, và thứ ba nữa là học pronunciation, là học cách phát âm chuẩn. Cách phát âm mình nói. À thôi bây giờ mình nói về học ngữ pháp trước đi. Thì ok, để nắng ấm có bí quyết gì chỉ cho mầm Nắng Ấm đã sử dụng và xài, và nó cảm thấy là cái chuyện này nó giúp đỡ. Thật ra Nắng Ấm chẳng có bí quyết gì về ngữ pháp, tại vì Nắng Ấm cảm thấy ngữ pháp của Nắng Ấm không có giỏi. Nhưng mà Nắng Ấm đi học ESL từ adult school, học chơi, biết hello how are you. Còn high school, college thì học grammar, thì học ngữ pháp. Lên trường đại học học ngữ pháp, rồi tự học ngữ pháp, có lớp học ngữ pháp, rồi cứ phải học thôi chứ phải nhớ vậy thôi. Bí quyết của Nắng Vàng là gì? Thì cũng như Nắng Ấm á, tại vì ngữ pháp đó, nó không phải khó, nhưng mà nó giống như toán vậy. Nếu mà các bạn nào mà tự tin là mình giỏi toán thì các bạn, những bạn đó không có một lý do nào mà không giỏi ngữ pháp hết đâu. Không có nghĩa là Nắng Vàng giỏi ngữ pháp, Nắng Vàng không, cũng không có giỏi ngữ pháp, nhưng mà ngữ pháp nó giống như là toán vậy, nó có công thức rất là rõ ràng, và nó luật nào theo luật đó, lâu nó mới có luật kêu là khác luật một chút, nhưng mà luật nào nó phải theo luật đó hết á, cho nên mình không có chế ra được, mình đâu phải tự suy nghĩ, tự xuất phát. Cho nên nếu mà mình có khả năng nhớ những công thức toán thì mình chắc chắn sẽ có khả năng và có cách nhớ công thức mà ngữ pháp, nếu mà mình nhìn, mình nghiên cứu nó đầy đủ. Thì cách tốt nhất là mấy bạn chỉ ghi lên một cái poster, một cái tờ giấy lớn, thì cái luật gì sau cái ngữ từ ngữ sao, phải có cái luật gì mình xài sao, mình dán lên tường thì mình phải mỗi ngày, mình thí dụ mình dán lên 10 tờ vậy đi, 10 tờ bự nha, mỗi ngày mình nói mình sẽ học một tờ đó, là đi radio mình cứ phải lẩm bẩm giống như mình tụng kinh vậy, thì nó cũng mình mài thì nó cũng sẽ vô. Sau khi mình học thuộc luật á, thì mình sẽ làm nhiều bài tập, nhiều câu practice. Đó là cái cách duy nhất, chứ không có phải là nhiều câu, mình làm nhiều câu practice quá mà mình không có nhớ luật, mà mình cứ lúc nhớ lúc quên, mình phải nhớ luật đó trước, công thức đó trước, rồi mình đọc lại nhiều thì nó sẽ dính vô đầu mình. Đó là học cách học ngữ pháp. Còn Nắng Vàng thấy bên Việt Nam á, thầy cô dạy ngữ pháp rất là nhiều, thầy cô dạy rất là chuẩn. Rất là hay, và có cách nhớ hay, tự nhiên ngộ lắm mình học mình lại nhớ. Bởi vậy đó là tại sao mà hồi trước có một cái video trước mà Nắng Vàng đã chia sẻ là các bạn nên cố gắng học tận dụng cái thời gian bên Việt Nam để mà khơi ra học ngữ pháp, bởi vì ngữ pháp again nó không có thay đổi. Mình đi nước nào nó cũng không có thay đổi. Rồi bây giờ tới học học từ vựng đi. Từ vựng thì có bí quyết. Ngữ pháp không, từ vựng thì có. Từ vựng thì đối với Nắng Ấm á, thì đi học ở đây mà đi học ESL nó có một cái dictionary, picture dictionary á, là Nắng Ấm học hết tất cả các từ trọng. Cách học như thế nào là Nắng Ấm á, lên Nắng Ấm học cái cách đọc á, nếu mà có người Mỹ mà chỉ cho mình đọc thì tốt, không thì lên cái website dictionary.com thì Nắng Ấm thay cái từ do chỉ cách đọc, rồi ghi xuống cái tiếng Việt của mỗi từ đó. Ví dụ như hello thì ghi chữ he sắc hé lộ lô đó. Sau đó Nắng Ấm record cái từ đó vô cái CD, nguyên cái cuốn dictionary vô cái CD, thì rất là nhiều cái CD, chắc cỡ 5 cái. Sau record hết cái giọng đúng rồi đó, cái bỏ vô xe, lái xe đi học đi làm mỗi ngày, nghe mỗi ngày đi làm đi về nửa tiếng, tự nhiên nó nhồi vô là biết rồi, you know. Thì học cách đó.
cái đó là cách học những cái từ vựng khác. Mà cái picture dictionary mà Nắng Ấm vừa mới nói đó là cái dictionary, từ điển nó rất là công dụng. Thường mua, hình như mua 20 mấy đồng hả? Đúng. Mua 20 mấy đồng các bạn có buy Oxford University á, cái đó là cái publisher của nó, cái nhà sản xuất á, người ta nhỏ có thể kiếm mua Amazon hay là tìm mua eBay cũng được. Cái đó Nắng Vàng nó cảm thấy nó rất là dễ thương. Tại vì nó sẽ chụp một cái hình giống như là một cái hình mà ở một cái công viên, trong công viên đó có những đứa trẻ nó chạy xe đạp, có một người đạp dịch, hay là có người đi bộ, có cái ghế. Dưới những cái mỗi cái bức tranh đó nó có cái từ đó bằng tiếng Anh, và nó cũng tùy có hai loại, có từ đó bằng tiếng Anh, rồi nhiều khi nó có thông dịch tiếng Việt, có cái cuốn tiếng Việt, có tiếng Anh, nó giống như bài lingual vậy, nó có hai ngôn ngữ. Còn nhiều cái nó chỉ có một tiếng Anh thôi, thì mình nhìn vô mình nói á, chỗ cái này là cái ghế à, mình kêu là cái ghế mà công viên, không có phải kêu là chair mà kêu là bench. Giống như vậy đi, cái mình biết cái này kêu là bench, cái mình thấy hay hả, cái mình thích, giống như mình nhìn vô cái một cái bức hình như vậy, mình thấy cái phần nào mà mình thích á, cái mình nhớ, cái tự nhiên mình tự khắc mình nhớ, mình nhìn nhiều lần á mình sẽ nhớ. Rồi cái mình mà tất nhiên không, mình nhớ, mình nói ai mà bây giờ biết mình nói sao cho đúng, thì đó là cái nó sẽ làm cho mình thích học cái từ đó. Và tất nhiên là khi mình học mình phải muốn phát âm cho nó đúng, thì theo nó chia sẻ là mình lên trên mạng hả, Vdict hay là gì, Vdict.com hoặc dictionary.com để mà đánh vào từ đó thì nó sẽ giúp mình pronounce, mình sẽ ghi cái link, mình sẽ ghi lúc mình nói chuyện pronounce những cái từ đó. Đó là cái kinh nghiệm của Nắng Ấm, và kinh nghiệm của Nắng Vàng thì hơi khác một chút. Thì Nắng Vàng cũng đã từng coi qua cái cuốn dictionary đó, cũng thấy rất là thích và cũng muốn bắt chước rồi này nọ. Nhưng mà Nắng Vàng cảm thấy khi mà Nắng Vàng nghe những người nó phát âm một từ như vậy á, Nắng Vàng nghe thì practice lúc đó đó, nhưng mà rồi cũng không nhớ, rồi cái mình cũng nói theo cái cách phải của nói mình. Một câu mới được. Đúng rồi, phải nói một câu. Nhưng mà Nắng Vàng cảm thấy nếu mà Nắng Vàng được làm lại á, thì tất nhiên hồi bây giờ mình mới nhận ra được cái nào là đúng, cái nào không đúng. Chứ lúc đó mình cảm thấy nó nhiều quá, nhiều cái mình phải học, quá biết bao nhiêu cái. Ngoài học tiếng Anh mình còn phải deal với những cái thay đổi trong cuộc sống của mình, cho nên mình cảm thấy ngợp, với mình không có sáng suốt đủ để mà mình cảm thấy cái cách nào nó sẽ làm tốt nhất, nó sẽ là hợp với mình nhất. Nhưng mà nếu mà được làm lại thì nó mà cảm thấy là học từ TV đó là cách học rất là tốt. TV mà nó có sức thay đổi, nhất là mà không phải TV tất nhiên là nó nói là ô coi TV càng nhiều càng tốt, mình nghe thì cái lỗ tai mình sẽ nghe. Nhưng mà các bạn nên nhớ, khi mình học tiếng Anh hay là bất cứ một ngôn ngữ nào, lúc nào mình cũng hiểu nhiều hơn mình nói được hết á. Giống như mình coi TV mình hiểu vậy đó, nhưng mà chưa chắc là mình đã nói được lại giống như TV nói, thì tất nhiên là không rồi. Nhưng mà giống như con nít nó học tiếng rồi, đúng không? Đúng rồi, bởi vì nhiều khi mình coi những cái show Mỹ, những cái show mà talk show hay là Saturday Night Live, những cái show đó là của Mỹ, mình nghe mình rất là thích, mình coi mình cảm thấy rất là vui, tại mình cảm thấy ôi trời ơi, giờ mình giống Mỹ, mình coi mình hiểu hết rồi. Nhưng mà thật ra mình cũng không phải là mình, tại vì mình không có nói lại được như vậy, mình không có dùng từ đúng, mình không có phát âm đúng. Cho nên khi mình coi TV mình phải coi những cái chương trình hết sức là chọn lọc. Chứ không phải là chương trình nào mình cũng coi, chương trình mà cười lên cười xuống, nhưng mà rồi cuối cùng mình không học được một cái gì vậy chẳng hết đâu. Mình chỉ chơi cho vui thôi. Thì các chương trình chọn lọc đó là coi tin tức, tin tức 7 giờ và 9 giờ, những cái tin tức đó thứ nhất nó làm mở mang tầm mắt của mình, thứ hai nữa là cái khi mà người ta nói news á, những các bạn đấy, những người mà nói news người ta nói rất là chuẩn, nghe nó đã lắm. Mà hôm mình mà bật subtitle lên, người ta nói cái chữ nào subtitle là có ghi cái chữ ở dưới, thường người ta nói chữ nào là chữ đó nó hiện lên, trời ơi, quá đã luôn, như hát karaoke vậy, hát chữ nào là chữ đó nó nổi, là mình chỉ giống như mình coi riết rồi nó cũng phải dính, là giống như một con nguyên buổi tối news đó, mình coi một tiếng này thì nó cũng phải dính một hai chữ. Mình coi phim một, cũng được đúng không? Mà mỗi phim ngày hay đó, nhưng mà mỗi ngày, ý là mỗi ngày mỗi một ngày. Hai chữ, trời ơi, một năm 365 ngày là hơn 600-700 chữ. Cái này đó là một cái vốn rất là nhiều á, chứ phải là xiên. Đúng rồi, cái đó là cái hấp coi TV là nó bạn thấy là cái cách mà học từ mới, với lại cái cách nào pronunciation tốt, rất là tốt. Mà nó bạn rất cảm thấy rất là thích. Mà bây giờ tới ngay cả bây giờ cũng vậy, cũng thích coi TV, cũng cảm thấy nhiều khi coi TV cũng thích, cũng học thay đổi cho vui. Mình cũng sẽ học được từ mới à, giống như từ mới nó không bao giờ hết á, mà những người đó thiệt là hay luôn á. Những người đó người ta phát âm vừa giỏi vừa chuẩn, mà cái cách người ta dùng từ cũng rất là chính xác, rất là thích. Nắng Vàng với Nắng Ấm lúc nào cũng có một ước mơ, một khát khao là nói nhiều Mỹ. Nhưng mà cố gắng rồi cũng ok. Rồi Nắng Vàng có thêm một chia sẻ nhỏ nữa là cái cách mà học đó, là cái học mà Nắng Vàng nghĩ là coi TV là học pronunciation là rất là tốt, nhưng mà học từ vựng á, ngoài từ mới á, ngoài khi mà có coi TV á, mình phải đọc sách.
đọc sách là cái chuyện sai. Mà giống như bên Việt Nam á, mình muốn viết văn giỏi, một là mình phải tưởng tượng rất là phong phú, tưởng tượng nhưng mà mình phải tưởng tượng theo đúng hướng, đúng đúng lối, chứ không phải tưởng tượng tùm lum tùm la, giống như nó tùm lum nó mới lợi cho mình. Quay nhập ma. Đúng rồi. Còn ở đây cũng vậy, đọc sách đó, khi mình đọc sách nhìn phải tất nhiên những cuốn sách chọn lọc, và nhưng mà nhiều cái mình đọc, mà nhiều khi mình đi học mình đọc những cái sách mình cảm thấy nó khô khan, thì mình cũng phải có những cuốn sách mà mình thích, mà mình cảm thấy là thí dụ mình thích đọc truyện trinh thám đi, thì mình không có đọc truyện trinh thám mà mình tiếng Việt, mình đọc truyện trinh thám phải tiếng Anh. Thì mình chọn những cái level nhỏ ở đây á, sách đó, mà nó mày thấy cái sách hay, cái sách Nắng Vàng thích nhất một cái bộ mà dài nhất có nhớ không, cái bộ như Harry Potter hả? Oh, you like that one? Oh my god, I love Harry Potter. Không, Nắng Vàng thích cái Twilight hả? Twilight á, cái Macaron á. Yeah, oh yeah. My god. No, Twilight, yeah. Ok. Để Nắng Vàng chia sẻ. Biết chia sao, sẻ. Khi mà Nắng Vàng đọc sách á, khi mà Nắng Vàng mới qua, cái goal của Nắng Vàng là phải đọc, tại Nắng Vàng bên Việt Nam rất là thích đọc sách. Mà đọc sách tiếng Việt thì đọc rất là nhanh, tất nhiên là mình nhảy mà mình mình còn phải đọc hết tất cả các dòng, tất cả các chữ mà mình vẫn hiểu được cái câu chuyện đó là cái gì. Đọc tiếng Anh riết một thời gian cũng vậy, nhưng mà cái mục tiêu lớn nhất của Nắng Vàng khi mà mới qua Mỹ là phải đọc, phải hiểu được một cuốn sách, phải hiểu được một câu chuyện. Cái đó là cái khao khát của mình, tại vì mình thích đọc sách mà mình không có thể mà chẳng lẽ không bao giờ đọc sách nữa, giống như mình muốn đọc mà không muốn đọc bằng tiếng Việt nữa, mình phải đọc một cái gì đó nó có lợi cho mình, thì đó là đọc tiếng Anh. Thì giống như trong vòng một năm đầu nó là đã có thể hiểu được một cuốn sách mà tiếng Anh mà cảm thấy rất là thích. Thật ra cuốn sách đó nó không phải là cuốn sách học trong trường, mà chỉ là cuốn sách mà Nắng Vàng chọn library thôi. Nhưng mà Nắng Vàng ở đây thấy sách một cái thứ nhất là rất là nhiều, mình dễ tìm sách, dễ kiếm sách, dễ mua sách. Nhưng mà mỗi sách thường nó có trong, nhất là cho sách mà trong library nó có cái level, giống như nó ghi number A hay number 5 là level cho những bé mà học lớp 5 trở xuống, level A là những bé mà học lớp 8 trở xuống. Giống như mình nghĩ thì mình trong high school thì tất nhiên mình phải high school, cái level đọc của mình phải là 9 trở lên. Nhưng mà nhiều khi mình yếu mà mình mới qua mà mình đâu có nhiều tiếng Anh thì mình không thể làm 9 trở lên, mà mình có thể chọn mấy cuốn sách nó thấp hơn một chút thì nó sẽ dễ hiểu. Cái mẫu chuyện nó ngắn, nó dễ hiểu nhưng mà nó cũng rất là bổ dưỡng cho mình, ở bổ dưỡng và thích hợp với cái tuổi của mình. Cho nên mình phải đọc nhiều. Khi mà đọc không phải là đọc không, mình cũng cần phải nhớ cái câu chuyện thì mình đọc cho vui thôi. Nhưng mà khi mình đọc, Nắng Vàng thích một cái nữa là giống như bên Việt Nam hồi Nắng Vàng học chuyên văn vậy đó. Khi mà mình đọc có một câu gì đó mà mình thích, thí dụ một cái conversation một người này nói, hỏi là nếu mà hỏi một cái gì mà người kia trả lời mà mình cảm thấy chú con này trả lời hay dễ thương, là mình phải ghi vô cho một sổ. Cái có một thứ với ví dụ như là những cái favorite quote, là những cái câu nói cái cách nói hay, hay những cái từ là mình cảm thấy mình hay. Nếu mà nhớ một cái từ mà mấy bạn học từ trong sách là kêu là endure, là giống như là có một người cha này là có giống như là cảm thấy chán ngợp trong cuộc sống, nhưng mà có một cái đứa con nhỏ nó mới bé gái nhỏ nó mới đẻ ra, thì người cha nói là người sao có thể endure, là có thể chịu đựng. Khi mà Nắng Vàng không có biết cái chữ endure là gì hết, nhưng mà khi mà Nắng Vàng đọc cái mẫu chuyện vậy, cái tới cái đoạn đó mình hiểu chính xác cái từ đó nó nói gì, mình hiểu cái nghĩa của nó đầy đủ lắm. Xài trong đúng một cái trường hợp đó, cho nên mình nhớ tới giờ luôn. Mà trong khi mình sau này cái mình thấy cái chữ đó mình biết exactly what it means. Mà cái đó là không cần phải tra từ điển hay là không cần phải cần đọc sách, chỉ cần đọc sách thôi. Nhưng mà tại mình nhớ, tại mỗi lần mình nhớ tới từ đó là mình nhớ chính xác là mình học của nó ở đâu nữa cả. Cho nên nó mình cảm thấy rất là thích. Đó là một trong những câu mà nó mình rất thích, và mình ghi xuống trong cuốn sổ. Thì thời gian thì mình sẽ có những cuốn sổ đó, thì lâu lâu cái nhiều khi mình ngồi rảnh cái mình dọn dẹp, mình thấy cuốn sổ của mình hồi trước hay ghi, mình lật lại mình coi mình cũng thấy không thích nữa, tưởng ghi xong mất sổ. Mình cảm thấy là chú những cái này câu này nó hay quá. Mà nghĩ đi, những người mà người ta viết sách, viết văn, những người đó người ta đã viết rất là giỏi rồi, người ta viết ra những từ đó for reason, cho nên mình học, tức là mình phải nên học từ những cái từ người giỏi, thì đó là những cái bí quyết riêng của Nắng Vàng. Nắng âm tính á thêm gì nãy Nắng Vàng nói tính á có rồi giờ khi mà đi học á ráng nói tiếng Anh, nếu mà muốn nói tiếng Anh giỏi thì bớt nói tiếng Việt đi, tiếng Việt mình rành rồi. Là đi học có bạn nha thì không có thể nào ép là có bạn Mỹ, tại Mỹ đâu muốn chơi mình nói tiếng Anh yếu. Nhưng mà cũng có bạn chơi, thí dụ bạn tàu bằng ấy nó cũng nói tiếng Anh yếu với mình mà nói tiếng Anh với nhau. Giống như lúc Nắng Ấm đi học đó, có bạn tàu, bạn Lào, bạn tùm lum hết á. Nói tiếng Anh không, tại cái trường đó ít người Việt. Còn về nhà chị em nhau ráng nói tiếng Anh đó, thì nói nhiều, càng nói nhiều thì cái lưỡi mình nó cong, nó quẹo, nó ấy á, thì càng giỏi. Đúng rồi, đó, mình càng nói nhiều thì cái lưỡi mình càng dễ. Chứ mình thật ra mình cứ vô lớp mình học rồi mình ra mình nói tiếng Việt
98% trong cuộc đời của mình thì thôi, thằng sao mà nói tiếng Anh được, phải như uống lưỡi, practice cái muscle. Đúng rồi, cái muscle là cái cơ, cơ bắp. Đúng rồi, mình phải practice, giống như là mình có học cái máy, mình không thể nhà mình tụng kinh được, nên mình phải ra ngoài mình xài thôi. Và mình xài phải ráng xài cho chính xác, nhiều khi người ta mình xài mà ở đây cũng thật ra mình cũng cũng dễ học dễ biết mình sai lắm, tại mình nói nhưng mà tao không hiểu là mình biết mình sai mà thật ra nhiều khi người ta chỉnh cho mình cũng nói vậy, mình nghe cái lỗ tai mình vậy, mình nói là vậy nhưng mà cũng không đúng nữa. Bởi vậy cũng còn nhiều sẽ còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mà các bạn phải ráng, tại vì giống như ngay cả bây giờ là đã nắng vàng nắng ấm đã qua Mỹ lâu rồi, lâu rồi. Cảm thấy là ôi chùa mình cũng ngay cả nắng nắng vàng có ông xã nước ngoài mà còn vẫn còn phải học, cho nên mỗi ngày học nữa học mãi, em kể như khi người Mỹ người ta cũng còn phải học nữa mà, cho nên mình cũng không. Ồ đúng rồi đó, nói chung là nắng ấm có chồng người Mỹ thì cái nói tiếng Anh là trời cực chuẩn nghe như nó đẹp lỗ tai. Nhưng mà ha, giống như cái bí quyết thứ hai của nắng ấm là có người chồng nước ngoài là Mỹ, cho nên nói tiếng Anh nói mỗi ngày chỉ có khi là on phone với lại nắng vàng là nói tiếng Việt, nhưng mà xong theo nắng vàng cũng giống như chung một cơn thịnh nội cũng nói tiếng Anh luôn, giống như nói cái câu chuyện cho lẹ thì chị em cũng nói tiếng Anh nhưng mà nói tiếng Anh rất nhiều thì cái đó nó đi lên. Nhưng mà cái bí quyết này cũng khó, thì cũng đừng có quen hay lấy một người chồng nước ngoài để học tiếng Anh, tại vì mình lấy một người mình phải thương yêu người đó, thì học giống như không có trao đổi gì, không có lợi dụng nhau thì sống với bền. Thì đó đó là nắng vàng, từ ngày mà quen cái anh đó với lại lấy họ chỗ tiếng Anh như diều gặp gió. Với lại mình cũng nói ông xã là làm ơn chỉnh sửa cái tiếng Anh của mình để cho mình giỏi, thì người ta thương người ta chỉnh thì chỉnh, mình học thôi, giống như là như có thầy riếng, nói chung thích lắm. Đúng rồi, không đúng. Bao giờ nghĩ tới mấy chuyện đó mà cuộc sống nó lại đây, nên đó, rõ ràng nắng vàng thấy từ ngày nắng ấm vậy, nắng ấm tiếng Anh nắng ấm lên, bây giờ cũng thấy từ ngày vậy tự tin tiếng Anh, tự tin lên hẳn, chứ học nó học mòn mỏi không gì hết, nói tiếng Anh nó dán như sợ. Nhưng mà thì phải cố gắng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của hai chị em hôm nay. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì don't forget to subscribe and comment down below. Là đó, đừng có quên subscribe để làm bạn với chúng mình. Yeah. Và vậy có động lực chứ. Đúng không? Rồi với lại có câu hỏi gì nhớ nhé cho hai chị em biết để mà hai chị em sẽ để rất làm. Tại vì thật ra hai chị em mình làm cái học vấn ở Mỹ với cái này là do có một bạn hỏi. Ôi chị ơi, học đi qua Mỹ có học ESL không này nọ, cho nên mình thấy các bạn muốn hiểu thêm về vấn đề học vấn nên chị em này. Yes, ok rồi, bye các bạn. Bye. Gặp các bạn.